Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia thì bệnh trĩ được xem là một trong những căn bệnh thường gặp nhất trong các bệnh về hậu môn, trực tràng. Cha ông ta có câu thập nhân cửu trĩ, qua đó có thể hiểu là cứ 10 người đi khám bệnh hậu môn trực tràng thì có tới 9 người mắc bệnh trĩ. Và bệnh thì tuy gây ít tử vong, nhưng nếu không có các biện pháp phòng ngừa và điều trị đúng cách có thể gây biến chứng, khiến tinh thần không thoải mái, chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Và đây cũng là một vấn đề chính được bàn luận trong chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi. Xin giới thiệu Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lưu Chi Mai và nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang, hay còn được khán giả truyền hình gọi với một cái tên thân thuộc, nghệ sĩ hài Quang Tèo. Chào Ngọc Huyền, chào toàn thể quý vị khán giả. Chào Ngọc Huyền, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Và để mở đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin phép là đặt câu hỏi dành cho bác sĩ Lưu Chi Mai. Và như chúng ta đều biết là bệnh trĩ thì đang ngày càng phổ biến và xảy ra ở mọi lứa tuổi. Và nếu như mà không được điều trị đúng cách thì chắc chắn là bệnh có thể tái phát. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình được biết là nguyên nhân đối với căn bệnh này được không ạ? Bệnh trĩ thì thực ra là một cái bệnh rất là phổ biến. Theo như người xưa nói có câu là thập nhân cửu trĩ. Tức là cái tỷ lệ mắc bệnh trĩ là rất rất đông. Chỉ có là người bệnh người ta có cảm giác người ta thoải mái khi để người ta đến gặp các cái chuyên gia y tế để khám chữa bệnh hay không. Thế thì trong cái quá trình chúng tôi thăm khám ấy, thì thấy một số các cái nhóm nguyên nhân chính là như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể đến là cái nhóm nguyên nhân ở phụ nữ sau sinh hoặc là trong cái thời kỳ mang bầu. Bởi vì khi mà cái áp lực ổ bụng của người mẹ mang thai đứa con nó tăng lên và làm cho cái bú trĩ nó xuất hiện, kèm theo là những cái chế độ ăn mà nó hay gây táo bón ở những bệnh nhân nói chung, cứ táo bón thì chúng ta hoặc là tiêu chảy kéo dài thì cái nguyên nhân gây bệnh trĩ cũng rất nhiều. Bệnh trĩ có thể xảy ra ở nhiều các lứa tuổi, thậm chí ở cả trẻ nhỏ, các cháu mà ở những cái thể trạng suy dinh dưỡng rồi là ăn uống kém hay là khóc nhiều, cái đó nó cũng có thể xảy ra những cái hiện tượng mà ngày xưa các cụ gọi là lòi rom, đúng không anh? Vâng, thế rồi là ở những cái người họ ở cái môi trường lao động nặng hoặc là những người họ ngồi nhiều quá, cái áp lực của bụng nó cũng rất là tăng và người ta cái thói quen đi vệ sinh người ta bị thay đổi, và một trong những cái nguyên nhân đấy cũng sẽ dẫn đến những cái bệnh trĩ. Thế rồi là một số các cái trường hợp khác mà chúng tôi gặp phải đấy là sau những cái bệnh lý về dạ dày đại tràng thì bệnh nhân cũng có thể bị mắc thêm những bệnh trĩ. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng bổ ích của bác sĩ Lưu Chi Mai. Và câu hỏi tiếp theo thì xin phép dành cho nghệ sĩ hài Quang Tèo. Và được biết là nghệ sĩ thì là một người rất là bận rộn trong công việc này, thường xuyên phải di chuyển ở rất nhiều nơi. Và còn trước đây thì nghệ sĩ đã từng mắc phải căn bệnh trĩ. Vậy thì không biết là lúc mà mắc phải căn bệnh này thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống cũng như là công việc của nghệ sĩ không ạ? Hôm nay Quang rất là vui. Bởi vì như mọi người cũng biết là bấy lâu nay là mọi người vẫn nhìn hình tượng người nghệ sĩ Quang Tèo là bao giờ phải quần sắn móng lợn, đúng không? Ăn mặc nó phải lôi thôi một chút. Và hôm nay rất là vui trong cái buổi tọa đàm này được ăn mặc nó lịch sự thế này. Muốn được chia sẻ một chút bởi vì mình cũng là một nạn nhân trong cái bệnh trĩ này. Khi mà bị bệnh trĩ là nó mất tự tin lắm. Dạ. Tức là nó khó chịu, nó day dứt trong người. Tức là với một cái căn bệnh này nhiều khi mình đi ra viện mình cũng rất ngại. Đấy, tức là bình thường các bệnh khác thì không sao, nhưng bệnh nói đến cái vấn đề mà bệnh nó khá nhạy cảm, nó khá nhạy cảm, nó không tế nhị thì thực sự là rất ngại. Tức là ngồi cũng không được thoải mái. Được. Đấy, tức là đến hoặc là ai đó mà mỗi một lần mình đi diễn thì ai đó mà họ cũng mời giữ lại ăn cơm, ăn uống cũng mất ngon. Tức là bởi vì mình không có tự tin. Và cái thứ hai là tức là khi bị cái căn bệnh này ấy thì thực sự lúc nào trong người nó cứ nhấm nhẳng, nó cứ day dứt, nó cứ có một cái gì nó rất là khó chịu. Thực sự là với những chia sẻ rất là chân thật đến từ nghệ sĩ hài Quang Tèo thì Ngọc Huyền đã hiểu hơn được rất là nhiều khó khăn và bất tiện đối với những người đang mắc phải căn bệnh trĩ. Vậy thì khi mà đối diện với căn bệnh như vậy thì không biết là nghệ sĩ đã tìm cách nào hoặc là phương pháp như thế nào để giúp cho mình điều trị tốt nhất ạ? Phải tâm sự rất là thật là cũng rất nhiều lần, bởi vì khi người ta cũng bảo là uống thuốc các thứ rồi nó bôi thuốc thì nó rất là khó khỏi, thì tốt nhất là lên ra bệnh viện để cắt. Thế nhưng mà thực sự là mình cũng đã chứng kiến mấy trường hợp bạn bè rồi. Dạ. Ui dồi, thì cắt xong rồi nó lại vẫn bị nhá. Tức là, và cái thứ hai nữa là cắt cái trĩ nó đau khủng khiếp luôn.
đau lắm ấy, tức là đau đớn khi mà ở trong bệnh viện thì người ta có thể là vì do cái thuốc tê hay là để cho nó không khỏi đau, nhưng mà sau đó về nhà thì đau lắm. Là Quang cũng phải tìm mọi cách để dùng những cái có thể những bài thuốc dân gian ấy, tức là hoặc là gia đình cũng chỉ bảo, tức là cũng may vừa rồi thì có người bạn thôi thì cũng chỉ cho mình mà mách cho mình cái trị tâm khang. Tức là đấy là một cái khi mình tìm hiểu kỹ rồi thì biết là trị tâm khang là chế xuất bằng thảo dược 100%. Thế là chính vì thế là Quang cũng tìm hiểu rất kỹ và Quang cũng uống rồi. Sau khi uống một đợt thì Quang cảm thấy tức là thấy nó dịu và nó mát, nhẹ nhàng hơn, và mỗi lần đi vệ sinh thì nó nhẹ nhàng hơn, và cho đến ngày hôm nay thì nó đã bắt đầu nó ổn lại tất cả những chỉ, tức là nó co hết lại. Và tôi cảm giác bây giờ hiện tại là bây giờ Quang cảm thấy nó rất êm rồi, bởi vì Quang kết hợp với cả thuốc bôi nữa. Đúng rồi, vừa uống vừa quá. Bôi thì cái trị tâm khang đã giúp cho riêng nghệ sĩ Quang Tèo thì đã cảm thấy nó tương đối ổn về vấn đề về bệnh trị. Mà cái đấy nó đã dai dẳng mình bao nhiêu năm nay rồi. Thì là khi uống vào cái đấy thì muốn chia sẻ tất cả, và mong muốn là tất cả những ai đó mà có cái hiện tượng bị nóng rát ở hậu môn thì cũng hãy quan tâm đến trị tâm khang. Đấy là một cái chia sẻ của nghệ sĩ Quang Tèo. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Hải Quang Tèo. Và thông qua chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ thì chúng ta đã biết tới sản phẩm trị tâm khang là được điều chế từ một bài thuốc đông y, và hiện nay thì đang được rất là nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Vậy thì bác sĩ Lưu Chi Mai có thể đánh giá về một số thành phần có trong sản phẩm trị tâm khang được không ạ? Theo mình biết ở đây thì trị tâm khang là một cái sản phẩm của công ty Tâm Khang. Sản phẩm trị tâm khang này được xây dựng trên cái bài thuốc từ thời Đường, mà tác giả của bài thuốc đó là Lý Đông Viên, là một danh y nổi tiếng của Trung Quốc. Thì cái bài thuốc này nó có tên là bài bổ trung ích khí. Bổ trung ích khí thì ở đây với cái tác dụng là bồi bổ trung khí ở cái vùng trung tiêu ạ. Và làm cho cái búi trĩ của nó sẽ co lên, với cái sự kết hợp rất là tài tình của hoa hòe ở trong cái sản phẩm này, nó sẽ làm cho vừa chống viêm mà nó lại vừa làm tăng cường cái sức bền của thành mạch. Diếp cá ở trong này cũng vậy. Cái tác dụng nhuận trường của diếp cá. Và diếp cá ở đây dân gian mình còn dùng rất nhiều trong những trường hợp chống viêm và cầm máu nữa. Lắng nghe chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Lưu Chi Mai thì Ngọc Huyền tin chắc rằng là sẽ rất là nhiều bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh trĩ thì sẽ tìm được cho mình một phương pháp đúng đắn để điều trị hiệu quả và không thể tái phát. Vâng, và cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời, có thể thấy rằng là bệnh trĩ là một căn bệnh nguy hiểm, và nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách thì có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa thì chương trình phóng sự ngay sau đây của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những phương pháp hiệu quả trong việc điều trị căn bệnh trĩ. Trĩ Tâm Khang là sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Tâm Khang. Sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ bài thuốc từ đời Đường của danh y Lý Đông Viên có tên Bổ Trung Ích Khí Thang. Đây là một bài thuốc đông y nổi tiếng từ thảo dược với nhiều tác dụng cộng hợp như làm co búi trĩ, chống huyết ứ, cầm máu, giảm đau, giúp giảm nhanh triệu chứng, tác động vào tận gốc căn nguyên của bệnh và ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Hiệu quả và tính an toàn của bài thuốc đã được nghiên cứu và thử nghiệm trên 100 người tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Gần như 100% bệnh nhân đáp ứng điều trị, giảm đau rát, chảy máu chỉ sau 3 đến 5 ngày sử dụng. Sản phẩm được bào chế ở dạng viên nang, giúp người bệnh dễ dàng và tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Mình sử dụng cái sản phẩm trị tâm khang thì cũng được gần 1 năm rồi. Mình rất là thích khi sử dụng sản phẩm này, đó là cảm thấy rất là an tâm bởi vì cái thành phần của nó toàn từ thảo dược thôi. Và trong quá trình sử dụng thì mình không thấy có cái tác dụng phụ nào cả. Và cái tiện lợi thứ hai nữa đó là mình thì hiện tại vẫn phải đang đi làm, thế nên là nó ở cái dạng viên nang, thế nên là rất là tiện, cầm đi rồi đi làm, sử dụng, uống các thứ là rất là tiện. Cái thứ ba nữa đó là mình sử dụng cái sản phẩm này trong quá trình gần 1 năm ấy, thì thấy bệnh nó đỡ hơn rất là nhiều. Trong quá trình sử dụng thì cảm thấy rất là thoải mái này, không còn thấy đầy bụng hay là đầy hơi hay là bị nê trệ nữa, nên là cảm thấy rất là thích. Với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên như diếp cá, bạch chuột, đảng sâm, hoàng kỳ, hoè hoa, nhọn nồi, cam thảo, chân bì, trĩ tâm khang có công dụng hỗ trợ nhuận tràng, giúp tăng sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm triệu chứng và giúp giảm nguy cơ trĩ,
phù hợp cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, xa bối trĩ, đau sát hậu môn, người bị táo bón có nguy cơ bị trĩ. Tôi đã sử dụng sản phẩm trĩ tâm khang trong vòng 1 năm nay và không còn có tái phát nữa. Tôi cảm thấy hệ tiêu hóa của tôi đã khỏe mạnh hơn, không còn nê trệ, đầy bụng. Sản phẩm trĩ tâm khang với những ưu điểm. Thứ nhất, giảm nhanh triệu chứng cấp sau 3 đến 5 ngày đã thấy hiệu quả. Thứ hai, giúp có búi trĩ tốt, búi trĩ của tôi co gần như hoàn toàn. Và thứ ba, khi dùng đều, ngăn ngừa tái phát hiệu quả. Gần 1 năm nay, tôi không còn bị tái phát trở lại. Sản phẩm trĩ tâm khang được sản xuất theo công nghệ hiện đại, cô chiết chân không trong nhà máy đạt chuẩn GMP. Công nghệ này giúp giảm nhiệt độ cũng như thời gian chiết xuất, nhờ đó giúp giữ được hoạt tính của các dược liệu quý trong bài thuốc cổ bổ trung ích khí. Mình đã bị cái vấn đề về trĩ này lâu rồi và thực sự là bản thân cảm thấy rất e ngại, thậm chí là tự ti trong cuộc sống, rồi nó cũng gây ra những cái khó khăn, rất là khó chịu trong cái sinh hoạt bình thường ấy. Và mình đã sử dụng rất là nhiều các sản phẩm để giúp cho cải thiện cái vấn đề về trĩ của mình, nhưng thực sự là các sản phẩm thì không có tác dụng lâu dài và khiến cho mình bị quay lại cái vấn đề bị trĩ rất là nhanh. Cho nên là mình cũng cảm thấy đây là một cái vấn đề nan giải và cần phải tìm được một cái sản phẩm và hỗ trợ điều trị một cách thực sự để cho mình có thể giải quyết được tận gốc. Và một cái lần rất là may mắn khi mà mình gặp một người bạn thì người bạn này cũng bị cái vấn đề trĩ giống như mình, thì anh ấy có khuyên mình nên cái sử dụng cái sản phẩm là trĩ tâm khang. Lúc đầu thì mình cũng băn khoăn lắm bởi vì cũng sử dụng nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà sau khi mình tìm hiểu trên mạng này, trên Facebook và thậm chí đến cả nhà thuốc để tìm hiểu cái sản phẩm trĩ tâm khang, thì mình thấy là đây một cái sản phẩm mà được rất là nhiều người tin dùng và có những cái phản hồi rất là tích cực. Hiện nay, quý khách hàng có thể lựa chọn và sử dụng sản phẩm trĩ tâm khang tại các đại lý và nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị khán giả, mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp ích cho quý vị trong việc lựa chọn những phương pháp chữa trị cũng như là các sản phẩm phù hợp cho những ai đang quan tâm đến căn bệnh này. Đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu dùng 24/7 đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Tiêu dùng 24/7 vào khung giờ 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6. Xin chào và hẹn gặp lại.